Truyền thông phòng khám Cha Tường yêu thương cho Phong và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 26 tháng 3 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho Phong và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám Cha Tường yêu thương cho Phong và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, xin thông báo chương trình lễ mừng bệnh nhân hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đạt hiệu quả cao được tổ chức vào lúc 7 giờ sáng thứ tư ngày 27 tháng 3 năm 2024. Tại buổi lễ này, đồng thời sẽ diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng, phần thưởng giải đặc biệt một máy lọc nước kiềm, giải động viên 10 bình siêu tốc, giải khuyến khích 5 phần trà thảo mộc. Xin trân trọng kính mời. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, thông qua anh Phạm Sinh Dũng, trưởng ban truyền thông kiêm thiện nguyện phòng khám, đã chuyển số tiền 15 triệu đồng của một sơ hỗ trợ các thầy và nhân viên phòng khám. Thay mặt các thầy, Thành Võ xin chân thành cảm ơn tấm lòng bác ái của sơ. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, hôm nay tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, không khí rộn ràng và tràn đầy niềm vui. Các bệnh nhân ung thư đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị đạt hiệu quả cao, vượt qua căn bệnh hiểm nghèo. Giờ đây cô chú anh chị đang tất bật chuẩn bị lễ vật để dâng hương hoa quả lên bàn thờ Chúa và Cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Hành trình chiến đấu đầy gian nan, cách đây không lâu, các cô chú anh chị được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, cùng với nỗi hoang mang lo lắng, cô chú anh chị đã tìm đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho Không để được hỗ trợ điều trị. Tại đây các cô chú anh chị được các y sĩ tận tình thăm khám, tư vấn và áp dụng phác đồ để hỗ trợ điều trị phù hợp. Bên cạnh việc sử dụng các phương pháp y học cổ truyền kết hợp hiện đại, cô chú anh chị còn được tiếp thêm sức mạnh tinh thần to lớn từ tình yêu thương của Cha Piero Nguyễn Văn Tường và đội ngũ y sĩ nơi đây. Kết quả đầy bất ngờ và niềm hạnh phúc vô bờ. Sau khi kiên trì điều trị theo phác đồ, sức khỏe của cô chú anh chị dần cải thiện, các chỉ số ung thư giảm rõ rệt và cô chú anh chị đã hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư thành công. Niềm vui vỡ òa cùng những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má, các cô chú anh chị không thể tin được mình đã chiến thắng căn bệnh ung thư quái ác. Lòng biết ơn trào dâng trong cô chú anh chị đối với Cha Pedro Nguyễn Văn Tường, đội ngũ y sĩ và tất cả những người đã luôn đồng hành hỗ trợ cô chú anh chị trong suốt hành trình gian nan này. Lời tri ân sâu sắc. Hôm nay các cô chú anh chị dâng hương hoa quả lên bàn thờ Chúa và Cha Pedro Nguyễn Văn Tường để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Đây là món quà ý nghĩa thể hiện sự trân trọng và kính ngưỡng đối với những người đã góp phần mang lại cuộc sống thứ hai cho cô chú anh chị. Vượt qua ung thư không phải là đích đến cuối cùng, cô chú anh chị sẽ tiếp tục duy trì lối sống khoa học, lạc quan và giữ tinh thần luôn vui vẻ để đảm bảo sức khỏe của bản thân. Câu chuyện của cô chú anh chị là nguồn động viên to lớn cho những bệnh nhân ung thư khác chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo. Nó tiếp thêm niềm tin và hy vọng vào một tương lai tươi sáng phía trước. Kính chúc các cô chú anh chị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Tính đến thời điểm này, phòng khám đã có danh sách 14 bệnh nhân hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư đạt hiệu quả cao, được về nhà vào ngày mai 27 tháng 3 năm 2024. Kính thưa quý ông bà, cô chú anh chị, vợ chồng bà Vũ Thị Lước và ông Hà Văn Tư trú tại Tây Ninh đã trải qua một hành trình đầy gian nan khi cả hai cùng mắc bệnh ung thư. Bà Lước được chẩn đoán là ung thư vú, còn ông Tư mắc ung thư đại tràng. Niềm hy vọng tưởng chừng như tắt lịm khi họ không đủ khả năng chi trả cho việc điều trị. Tuy nhiên, tia sáng hy vọng đã đến khi họ biết đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho Không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Tại đây họ được hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí bằng phương pháp
y học cổ truyền kết hợp với học hiện đại. Sau hơn 2 tháng điều trị tại phòng khám, bà Lước đã khỏi bệnh hoàn toàn và hoàn thành phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư. Bà Lước sẽ được xuất viện vào ngày mai 27 tháng 3. Ông Tư do không thể tuân thủ phác đồ điều trị nên đã sớm về nhà. Khi biết tin vợ mình đã khỏi bệnh, ông Tư vô cùng xúc động và mong muốn được quay trở lại phòng khám để tiếp tục hỗ trợ điều trị. Ông chia sẻ, cảm ơn phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí đã cho tôi và vợ tôi có được cơ hội sống tiếp. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn nghĩa của các y sĩ tại đây. Câu chuyện của vợ chồng bà Lước là minh chứng cho sự hiệu quả của phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư tại phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Đây là nơi mang đến niềm hy vọng cho những bệnh nhân ung thư nghèo, giúp họ có cơ hội chiến thắng căn bệnh hiểm nghèo này. Tôi Vũ Thị Lước ở Tân Đông, ở ấp Đông Hiệp, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh. Đầu tiên nó ở nhà nó sốt, sốt là cứ sốt 2-3 ngày cái là uống thuốc nó hết hết rồi, cứ 2-3 ngày sốt nữa thì đi trung tâm bú khám, thì trung tâm nói là cô bị ung thư vú à, mà ung thư ác tính. Cái bệnh viện người ta đòi mổ, cái về nhà có 6 đứa con, 2 đứa biểu mổ, còn 4 đứa không cho mổ, cái nghỉ mổ luôn. Là nay là 10 năm rồi, ở nhà cứ uống thuốc nam vậy, tới chừng nghe nói ở đây cha trị hay quá cái rồi xuống đây trị. Trị nay chạy như 6 tháng mấy rồi mà về nhà hết tháng 10 ngày. Rồi giờ hết, giờ mừng quá mừng rồi. Cái bệnh của cô nó hết thì cô có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình khi mà mình giữ gìn phác đồ đối với những bệnh nhân còn lại. Thì cái đó thì xuống đây thì các thầy biểu mình ăn giữ theo phác đồ, mình cứ ráng giữ đúng y vậy thì nó mau hết. Mình đừng nên ăn bậy động vật đồ này kia. Cứ thầy dạy gì là mình ăn cái nấy và mình mau hết. Nay là 6 tháng mấy chưa dám ăn miếng cơm nào hết. Cô sử dụng tiền để trị bệnh đó như thế nào, cô có thể cho biết dụ như mình khó khăn mình mượn hoặc là ai cho gì không, trong thời gian mình bắt từ lúc đầu mình bị trị dạ, bệnh nói nào ngay á, lúc đầu á thì con mình 1 năm cũng dành dụng được mấy chục, cái xuống này trị hết 2 vợ chồng ổng cũng bệnh luôn. Đó là cái bắt đầu trị cứ tháng là chạy như có người nuôi nữa, là người phải 10 triệu á. Là trị, tôi ổng trị 3 tháng, cái hôm đó lộn xộn đây đó, cái ổng về. Đó, rồi tôi kiên nhẫn, tôi quanh xuống tôi trị nữa. Thì coi trong điện thoại là thấy thầy Thanh dẫn trị á, quanh xuống trị. Trị rồi nay hết rồi, giờ mừng quá rồi. Rồi cô có thể cho biết bác trai bị cái bị bệnh gì không vậy? Ổng bệnh đại tràng. Rồi nói chung là cái cách trị của bác trước đây là sao, có đi bệnh viện gì không? Đi bệnh viện là người ta biểu mổ, thì mấy đứa con nó biểu mổ đem ruột ra ngoài là khó khăn lắm ba ơi, thôi đi xuống dưới này trị đi, nghe nói ông thầy dưới này hay lắm. Đó là bắt đầu mới 2 chồng đi xuống ông trị 3 tháng. 3 tháng cái ông hết đau bụng đi cầu được, ông hết đau bụng cái ông ăn chay không chịu, ông nội ông ốm quá ông xuống gần đầy 10 ký, ông đi ông té qua té lại cái ông sẵn mà nó lộn xộn đó, cái ông về ông nói thôi tao nghỉ rồi đeo tao ăn chay không nổi. Giờ bệnh của chú sao rồi? Rồi bây giờ ông muốn xuống đây trị rồi, giờ ông nghe tôi hết chứ, ông nói thầu bà ra viện rồi bà ở này đi, tôi xuống rồi bà nuôi tôi rồi ở này trị tôi, giờ đau trở lại nữa rồi. Tôi nói hổng phải nghe lời tôi ở trị nay hết rồi, không chịu đâu. Tự sao tự nhiên về vậy hả? Bị hôm đó lộn xộn này, nhà ở nhà lộn xộn cào cấu đồ này kia đó, cái gì bây giờ ổng là giờ ổng nói giờ đau bụng giờ khó đi cầu, còn hôm xuống đây 3 tháng là ổng đi cầu được rồi hết đau bụng, mà ổng xuống ký quá cái ổng chịu không nổi, ổng đi té qua té lại với thằng hôm đó mắt ổng có hụt cồn, ổng không thấy đường, cái ổng về ổng đi mổ. Mẫu là nay không thấy đường rồi. Rồi giờ nay muốn xuống đây. Rồi giờ ý ổng bị uống, giờ bà ra viện bà ở dưới đi. Tôi xuống rồi bà nuôi tôi. Để chút hỏi thầy Thanh coi được không, hồ sơ ổng cũng còn nằm đây. À, anh có thể cho biết họ tên với mình đến từ đâu mà? Con thầy con là tên Trần Văn Tinh ở Kim Sơn, Ninh Bình.
bệnh hả? Thật ra con là người bệnh. Có thể cho biết đó là cái bệnh của anh bắt đầu phát triển như thế nào? Thì ở đâu? Của con nên cái gì là đi làm về con mệt, khi thời sang con người mệt không ăn được, xong là con hiện ra là con đi ra lên Ninh Bình con siêu âm, xong là hạch là động mạch chủ bụng thầy ạ. Thế là xong là siêu âm xong là con chuyển ra ngoài Hà Nội ra viện ca luôn thầy. Này con mổ ở ngoài đấy. Rồi có quá trị gì không? Dạ con khóa trị 20 đợt rồi thầy. Kết quả? Dạ. Kết quả quá trị sao? Dạ. Thì con mổ xong là con khóa trị luôn ngoài đấy. Ở ngoài Hà Nội luôn, ở viện ca ba thầy. Trong quá trình quá trị thấy là sao? Rồi con nó mệt lắm thầy ạ, rồi mệt quá. Này, về không ăn được thầy ạ. Kết quả của nó, kết quả quá trị á? Dạ. Thì, kết quả như thế nào? Tức là kết quả con hoàn trị về thì cứ được con mổ được một tháng rồi bắt đầu náo đầu về lại hạch cái này lên này. Rồi sao biết nơi này mà tới đây vậy? Dạ thì con xem ở trên con biết là hôm từ hồi là cha nó còn sống cơ, vậy là con vào trước Tết nhưng mà con hoang mang, xong là về sau là con với cha mất con cũng buồn, và xong là đến thời gian này thì con với là cái vào thì thấy là các thầy ổn định thế này, các thấy là ổn định là con mới vào. Và cái điều kiện kinh tế của anh có khó khăn không? Dạ, các thầy là con bị bệnh từ năm 2016 cơ, thì điều kiện kinh tế con thì cũng khó khăn lắm thầy ạ. Trước bệnh làm nghề gì? Con những làm đường ruộng nếu mà giờ. Dạ. Ngày trước đường ruộng thì cũng bữa ăn đỏ ấy vậy mà cũng bình thường, không đều đều ấy được. Rồi đi nói chung là mấy lần mà đi mổ đi bệnh viện quá trị nữa là tiền ở đâu có? Dạ thì thầy là con có bảo hiểm thầy ạ, thì con bảo hiểm hộ cận nghèo, hộ nghèo. Thì cái tiền đi ấy thì con chỉ chủ yếu là tiền là chi phí ngoài thôi, chứ còn tiền thuốc tiền viện thì con bảo hiểm thì không đáng kể thầy ạ. Rồi đi tới đây có tin tưởng gì đây? Dạ con có tin tưởng vào đây, vậy của con mãi từ ngoài Bắc 20 cây số vào tới trong này con người tin tưởng, con mới đi chơi các thầy với này chơi cha trong này con mới vào những thầy. À, lý do sao không đi sớm hơn? Dạ con cũng là con điều trị xong rồi nó cũng mệt mà con ấy là gian rồi là con muốn cha mất thì con cũng buồn, nhưng mà sau con thấy các thầy vậy là thấy là từ ngày đấy rồi con nói đấy là mừng. Muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì
ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao giường. Vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Thank you.
Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám Yêu Thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.